Sáng ngày 30 tháng 9, ca sĩ Phi Nhung được hỏa thiêu tại nhà tang lễ Bình Hưng Hòa. Sau một tháng điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9. Sự ra đi của nữ ca sĩ đã để lại nỗi buồn và niềm thương tiếc cho rất nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ và khán giả trong và ngoài nước, và cả nỗi buồn cho những con nuôi và con ruột nữ ca sĩ. Nước mắt đã rơi rất nhiều khi hay tin chị qua đời, trong khi không chỉ có con ruột, con nuôi nữ ca sĩ mà khắp nơi trên thế giới, những người Việt ở trong nước và hải ngoại cũng đã khóc thương xót cho một người con gái đẹp đầy tài năng nhưng có số phận quá đáng thương, là mẹ đơn thân và ra đi khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Và đâu đó khán giả cũng tự hỏi nữ ca sĩ sẽ được an táng như thế nào khi nữ ca sĩ bị nhiễm COVID-19. Trường hợp những người nhiễm COVID-19 sẽ có một chế độ làm tang lễ riêng biệt, chỉ có thể hỏa táng vì trong thời gian này tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhưng sáng hôm nay được thông báo tin vui, Sài Gòn đã tháo dỡ bớt giãn cách và số ca tử vong vì COVID-19 đã giảm, do đó lượng ca hỏa thiêu đã giảm. Nên trong thời gian này, Việt Hương đã hỏa tốc làm nhiệm vụ cuối cùng cho người đồng nghiệp của mình. Trường hợp mà Phi Nhung tử vong vì COVID-19 thì thi thể của Phi Nhung được xử lý như thế nào? Theo được biết, COVID-19 được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A. Thời hạn hỏa táng mai táng với trường hợp mắc COVID-19 tử vong thì thi thể phải được diệt khuẩn và tổ chức mai táng trong vòng thời hạn là 24 giờ. Riêng với thi hài nhiễm COVID-19 thì Bộ Y tế hướng dẫn thi hài nhiễm COVID-19 phải được hỏa táng, chỉ mai táng khi không thực hiện được việc hỏa táng, đồng thời phải được khâm liệm càng sớm càng tốt và hỏa táng hoặc mai táng trong vòng 24 giờ kể từ khi tử vong. Ngay sau khi người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 tử vong, để hạn chế lây nhiễm trong quá trình xử lý, quá trình khâm liệm tuân theo quy định, đặc biệt với bệnh dịch nguy hiểm, thực hiện khâm liệm càng sớm càng tốt. Việc khâm liệm phải được thực hiện tại nhà tang lễ bệnh viện. Như vậy, thi thể của Phi Nhung sẽ được khâm liệm tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đã hạn chế tối đa số người tham gia khâm liệm. Người trực tiếp tham gia khâm liệm thực hiện phòng hộ cá nhân và rửa tay bằng xà phòng, tuyệt đối không để người nhà người bệnh thăm viếng trong suốt thời gian lưu giữ cho tới khi khâm liệm xong. Đặc biệt hạn chế người vào viếng, những ai vào viếng phải mang khẩu trang, không đụng chạm vào quan tài và vệ sinh tay bằng dung dịch cồn sau khi viếng. Ngoài ra phải vận chuyển thi hài thẳng tới nơi hỏa táng hoặc nơi chôn, trong trường hợp tại tỉnh thành nơi chuyển thi hài tới không có nơi hỏa táng. Theo kế hoạch đã thống nhất với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật địa phương, chuyển thi hài bằng xe ô tô chuyên dụng thẳng tới nơi hỏa táng hoặc nơi chôn, người nhà bệnh không được lên xe chuyển thi hài. Thi thể của Phi Nhung sau đó đã được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đã đem về nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân, và Việt Hương sẽ đến đây thay mặt gia đình nhận tro cốt của Phi Nhung. Và hiện tại con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung, Wendy, đang ở Mỹ và cầu siêu cho mẹ mình. Lễ cầu siêu cho Phi Nhung được tổ chức tại tỉnh xá Giác An. Sở dĩ mà Wendy chọn làm nơi đây vì gia đình đang giữ tro cốt của ba của Tri Di Phương Trinh, cha nuôi của Phi Nhung và là người được con gái cô gọi là ông ngoại. Tri Di Phương Trinh và Phi Nhung có mối quan hệ rất thân thiết. Đó không chỉ là tình đồng nghiệp bình thường hay quan hệ giữa ca sĩ tiền bối và người trí sao. Tri Di Phương Trinh nói, chúng tôi là gia đình, bao nhiêu năm qua vẫn thế, vẫn lặng lẽ bên nhau như ruột thịt. 2 năm trước khi mà ba Tri Di Phương Trinh mất, thì Phi Nhung đã bay từ Việt Nam về, cô và con gái để tang ông như bao nhiêu con cháu khác trong gia đình. Và từ Mỹ, con gái của Phi Nhung đã nghẹn ngào viết, mẹ ơi, mẹ có thể trở lại và ở cùng con thêm một lúc được không? Con muốn được nghe giọng nói của mẹ, con muốn thấy mẹ mỉm cười, con muốn ôm mẹ thật chặt và không để mẹ đi. Con muốn nói với mẹ là con yêu mẹ đến nhường nào. Hiện tại ngoài con gái ruột Wendy thì Phi Nhung còn nhận nuôi 23 người con. Khi nữ ca sĩ qua đời thì Tri Di Phương Trinh đã khẳng định sẽ lo cho các con của Phi Nhung, và tỷ phú người Việt ở Mỹ ông Hoàng Kiều cũng nhận sẽ chăm lo cho 23 người con nuôi của nữ ca sĩ cho tới khi trưởng thành. Vì hoàn cảnh đại dịch COVID-19 không về Việt Nam được, trước mắt mát quá lớn này thì em trai ruột của ca sĩ Phi Nhung cũng đã lập bàn thờ cho người chị xấu số nơi xứ người, dành lời tiễn biệt đầy xúc động. Vào rạng sáng ngày 29 tháng 9 giờ Việt Nam, em trai ruột của ca sĩ Phi Nhung đang sinh sống ở Mỹ đau lòng lập bàn thờ đơn sơ cho chị gái là ca sĩ Phi Nhung nơi xứ người. Không thể về Việt Nam đưa tiễn ca sĩ Phi Nhung, anh chỉ biết viết lời tiễn biệt chị gái trên trang cá nhân của mình. Trên bàn thờ đơn giản, chiếc khăn tang trắng
đặt cạnh di ảnh với nụ cười tươi của ca sĩ Phi Nhung, khiến ai nhìn thấy cũng xót xa và xúc động. Em trai cố ca sĩ Phi Nhung dành lời cho chị gái: "Chị yêu của em, hôm nay là ngày cúng đầu tiên em dành cho chị. Em chỉ nấu những món ăn chị thích và mỗi lần chị em mình gặp hay ăn. Em không thể tin được điều này đã xảy ra. Em như một người từ trên trời rơi xuống vậy. Em cắt găng tay cho chị như em cắt từng đoạn gan của em vậy." Cuộc đời của Phi Nhung đã trải qua nhiều cực khổ. Trong suốt những năm tháng nổi tiếng, cô đã hết lòng với công tác thiện nguyện. 20 năm, một hành trình dài đủ viết lên tên của Phi Nhung. Trên hành trình thiện nguyện, ngôi sao Phi Nhung về trời và vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong lòng người hâm mộ. Phi Nhung đã hoàn thành sứ mệnh thiên thần. Đã đến lúc Phi Nhung đã có thể quặng gánh lo đi. Chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nhiệt của bạn bè và đồng nghiệp, khán giả. Không phải tự nhiên chị giành được nhiều tình cảm của khán giả đến như vậy. Trước đây hay sau này, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc, như MC Trấn Thành đã xúc động viết lời tiễn biệt đồng nghiệp trên fanpage: "Thôi, không buồn đau, không thị phi, không mệt mỏi nữa Nhung à. Bạn đã rất kiên cường để chiến đấu với nó rồi. Giờ là lúc bình yên. Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người thương. Những gì bạn đã làm, trời thấy, mọi người thấy. Những gì bạn chịu đựng, bạn bè người thân hiểu, trong đó có tôi." Tiếng hát Phi Nhung da diết vì nó được đúc kết từ những vết xước của cuộc đời, với những gì đã chứng kiến và trải qua cùng bạn. Trong tôi, Phi Nhung là một người phụ nữ mạnh mẽ, trái tim luôn nhân hậu. Dù ký ức của bạn chỉ toàn những trầy trụa và cay đắng, thôi thì buông bỏ đủ sạch. Hạnh phúc đón bạn phía trước, đau buồn bỏ lại sau lưng. Đất mẹ ôm lấy bạn, che chở bạn. Khỏi những bi ai của cõi trần, bạn sẽ về với cõi Phật, nơi bạn luôn thành tâm hướng về. Tiếng hát và tình yêu thương của bạn vẫn luôn ở lại. Nó nằm trong tim nên không ai lấy nó ra được đâu. Nghỉ ngơi đi bạn, sang bên kia vẫn phải hát thật hay nha. Khán giả và bạn bè vẫn luôn yêu bạn. Hãy bình yên và cười thật tươi nhé Nhung.